Quạc 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 quạc. Đừng như đây nè, ta chắc đủ làm món rồi ha. Đây giờ, vô. Xin chào mọi người. Thì như mọi người cũng đã thấy á, thì bữa nay mình sẽ rửa cái ốc. Thì hôm qua là chồng mình ổng ra ngoài mương ngoài kia, ổng hái ổng bắt được một mớ ốc nè. Tụi mình cũng đã ngâm qua đêm cho nó nhả bớt dơ rồi, thì bây giờ mình sẽ rửa sạch và làm món ăn cho ngày hôm nay.
ốc chín rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra cho nó nguội nha mọi người. Rồi mớ ốc của mình lẻ ra phần đầu ốc đường như đây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ rửa sạch rồi để ráo nha. Ốc này mình làm mình lấy phần đầu ốc thôi nha. Cái phần ốc sau khi nó ráo nước rồi thì bây giờ mình sẽ băm. Mình sẽ băm nhỏ ra nha mọi người. Thì bữa nay tụi mình sẽ làm món ốc bu, ốc chả ốc nhồi ống tre nha mọi người. Tại vì tre hôm bữa mình cũng còn cả khúc lận nên giờ mình xài chứ để không phí á mọi người. Rồi mọi người ơi, bây giờ cái nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong, ốc thì mình cũng mới vừa băm xong, thì các nguyên liệu hôm nay mình sẽ làm cho món ốc qua chả ốc nhồi ống tre là sẽ bao gồm ốc nè, ốc ốc băm nhuyễn, đây là giò sống, đây là gừng băm và sả băm, lá gừng băm, tỏi băm, ớt băm và một xíu hạt nêm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này vào chung cho đều với nhau là mình sẽ xong cái hỗn hợp dành cho chả ốc, món chả ốc nhồi ống tre hôm nay. Thì bây giờ mình trộn này nè, mọi người chọn đổ vô cái thau bự nha, mình cho vô cái nồi bự luôn để mình trộn cho nó thoải mái cái tay. Mình cho tiếp vào gừng băm nè và sả băm luôn. Tỏi băm. Ớt băm. Ít lá gừng băm nhuyễn và một chút xíu hạt nêm. Mình sẽ trộn cái hỗn hợp này cho nó thiệt đều nha mọi người. Cái này rồi xong rồi mình sẽ ướp cho nó khoảng 30 phút á, cho nó thấm, rồi sau đó mình mới tiến hành bỏ vào ống tre nha mọi người. Rồi mọi người ơi, nãy giờ cái ốc mình để ướp thì mình nghĩ chắc nó cũng thấm gia vị rồi đó. Với lại cái ống tre mình cũng phơi ráo rồi, thì bây giờ mình sẽ nhồi ốc vô ống tre. Ừ, đi coi chừng trơn á con, không có chạy. Có, con tắm đi con. Mình làm một ít ốc nhồi nha mọi người, cho nó đa dạng phong phú. Thì bây giờ mình sẽ bắt nước lên rồi chuẩn bị hấp nha. Thank you.
đút cho. Ngoan quá ta. Nước cũng đã sôi rồi đó, bây giờ mình sẽ cho ốc với lại tre ốc vô. Mình bỏ vô một ít lá cho nó thơm nè. Rồi trong khi mà chờ ốc chín á, thì mình sẽ làm nước mắm gừng nha. Thì gừng ở đây, do mình cũng thích mùi xả nữa, mình cho xả vô luôn. Thì nước mắm gừng mình sẽ cho vào 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, rồi 1 muỗng nước cốt chanh. Mình giã nhuyễn. Mình giã nhuyễn cái hỗn hợp này đã, rồi mình sẽ cho nước mắm vào nha mọi người. Gia vị mình trộn xong rồi, thì mình cho ra chén, cho nước mắm vào, bắt khoảng một muỗng nước cốt chanh vào là xong, hỗn hợp nước chấm nha. Rồi bây giờ ốc chín rồi nè mọi người, quá trời thơm rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn thử nha. Mọi người ơi, lại hoay sáng giờ thì bây giờ cái món ốc nhồi ống tre với lại ốc nhồi ốc của tụi mình cũng xong rồi mọi người. Rất là thành công luôn mọi người ơi, rất là thơm luôn á. Thơm. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức món ăn hôm nay cùng với vợ chồng mình nha. Rồi, xin chào, xin mời mọi người ha. Rồi, thử chứ ngay. Em thử đi. Dạ, ăn không trước nha Dục. Không trước nha, khỏi ăn, chấm ừ, ừ, ăn không trước coi cái vị nó làm sao. Có một xíu à. Ừ. Ừ. Sắc không ạ? Phải không? Sao thấy hơi miễn cưỡng nha. Còn chứ. Cái này mình ăn mình đúng bài đó là mình cuốn lấy tí tô nha mọi người. Mình cuốn thử miếng này mà mọi người nha. Còn khỏi thôi đúng không? Chấm vô ngon hơn luôn hả? Ngon, chấm rất là hợp luôn. Sáng giờ bận rộn cũng xứng đáng phải không? Xứng đáng. Tính ra từ hôm qua chứ hôm qua mình ăn ốc từ hôm qua. Ốc mình ngâm rồi. Ngon lắm nè. Em ăn thử cái này. Em thử miếng em ăn ha. Ừ. Đây là cái cuốn em ăn nè. Cuốn cho em thử miếng nha em ăn nha. Ừ. Đây, cứng nước cho em thử ha. Ừ. Vừa vừa thôi nha. Khỏi nói luôn, ngon không? Sức thần à. Đúng là cái này à, phải nhai cho hết xong rồi nuốt mới thấy nó ngon.
Cứ ngậm vô ăn nhai liền thì chưa thấy ngon liền đúng không? Ừ. Cuốn bí tô rất là hợp, chấm mắm gừng sả này rất là hợp luôn ha. Ngon lắm luôn mọi người. Quá ngon, ăn không thấm nữa. Ngon quá. Ngon quá trời ngon luôn á trời. Ông nấu ông nhìn kìa. Tội nghiệp nấu á. Cho nấu miếng á. Nghe quen. Ngon quá. Cái này cũng ngon ha. Trong miếng này ngon, trong miếng đau chưa? Nấu không đợi ngon quá ha. Mọi người ơi, clip đến nay cũng đã quá dài rồi đó mọi người. Thì chắc tụi mình sẽ xin phép dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết câu chuyện hôm nay của tụi mình. Xin hẹn gặp lại ở những clip sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người. Trời ơi, nóng quá. Rồi. Ngon ha.